Rồi chào các bạn nha. Bữa nay có ông anh ông quay kêu bán chiếc 60 nha các bạn. Thì 60 này là ông anh ông kêu giá 80 thương lượng nha anh em. Để mình quay chân xương các bạn coi. Cái này là chân này là anh lên chân rồi, cốt là cốt cốt 35. Đạn đạn 307. Đó không? Cốt 35 xài đạn 307. 207. Ừ, xài đạn 207. Đó, con này chơi mới lên chân nha anh em, chơi 51. Ờ Ben đi anh. À, chân này đây quay cho anh em coi á. Con này lên chân rồi. Lên chân 51 mắt nha các bạn. Bánh bự luôn. 51 4 tắc gỡ. Chạy cặp bánh chính. Đó. Chân này thì anh gọi anh em về chạy đúng lầy bao luôn, giá 80 thương lượng. Đúng lầy hái luôn. Rồi mới màng 7 triệu con Long làm đó. Hộp số 60. Số ghi vô ghi hết. Bơm 70. Mua được tặng cho cặp hộp số luôn. Tặng cho hộp số vỏ ghi luôn hả? Tặng một cặp còn một cặp vỏ ghi còn xe cô luôn. Ờ. Chưa đóng anh em nữa. Mua thì ổng tặng cho anh em thêm một cái vỏ vỏ ghi nữa đó. Các bạn ơi, vỏ xe cô. 70 mới làm 7 triệu bạc, mới làm cái đọp mới vô vậy luôn. Bơm mà làm tới 7 triệu là anh em biết bơm cỡ nào rồi. Chân này thì xích 51 nha anh em. 4 tấc rưỡi hả? Đây sườn. Này trong này nóc hết trơn các bạn ơi. Cái nóc ở trên này một thôi. Đây trên này nó hơi xét trên này anh em, hơi xét trên này. Đó, cái này anh em về anh em trả lại sơn. Không có gì hết. Đồ liền. Cái này trong mua gì rồi, nói chung là mua gì chạy nha anh em ơi. Chạy mà máy này chạy mới rửa cái đập cái đất nhà mà tôi quan 80 công chạy đất nhà rồi đó anh. Anh làm cái này là anh chạy ra 80 công đất nhà các bạn. Anh không có chạy. Đây có dằn tạ nữa nè. Giờ bộ nặng đầu sao mà dằn tạ dữ hả? Ờ. Dặn nó đi đầu máy lắm. À. Trong đó thì nói chung là ngon. Đấy, có cái chân nè anh em. Chân này là mới lên nha các bạn. Lên 2 vụ chưa? 5 rồi ha, chắc 3 vụ rồi đó. 4 tắc giữ 51. Trời, bao lầy luôn anh em ơi. Xích còn đẹp, xích còn xích đẹp luôn. Đồng thời con này nói với anh em bao dăm. Ui dạ. Trả chưa chạy chưa động chưa mở vậy á. Lại nguyên như mới. Đây là hết khùng nha các bạn. Đồ liền lắm. Rồi nhắc thùng là cũng không có gì gọi là nghe nè. Cũng dày ở trong có lót nóc hay vậy? Có cái nóc, chồng có cái nóc đó nè. Chồng lót nóc đó nè. Đây động cơ. Còn chì luôn nha anh em. Động cơ chưa có động vô gì cho nó quay ga chứ cắt chưa xả ga luôn, ốc ga luôn đó. Chưa xả. Nguyên luôn, có mà ông mua sao gan gì đó chưa hết nhỉ. Động cơ zin các bạn. Động cơ zin 100% nó bao đó, nó trả lại. Nói chung là máy đẹp, máy này cũng còn được. Giá này nó cũng tầm trung các bạn ơi, vừa chơi. Đây máy này thử không? Đây.
Đây, con này nó định vớt đồi nha anh em. Đây con đạn 237, bánh 237 các bạn. Siêu to khổng lồ. Chân cao lắm.